Thưa quý vị, chiều nay chương trình Top 100 Phong cách Doanh nhân 2015 khu vực miền Nam vừa chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu trong và ngoài nước có thành tích tốt, có đóng góp cho xã hội, chương trình sẽ bình chọn ra 100 gương mặt doanh nhân tiêu biểu đến từ các ngành nghề khác nhau, bao gồm doanh nhân Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với các tiêu chí. Doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong lĩnh vực mình hoạt động, có hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường, thực hiện tốt luật doanh nghiệp và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng và có ý thức xây dựng hình ảnh bản thân trước công chúng. Đây là giải thưởng do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam CCI, ấn phẩm phong cách doanh nhân và cộng đồng doanh nhân bstyle.vn đồng tổ chức.